Hay là để con chạy đi kiếm chị hả? Thôi thôi, trời ơi, trời tối rồi, đi một mình nguy hiểm lắm. Con không nhớ cái vụ hồi trưa hả? Đợi chút nữa đi coi làm sao. Nếu mà chị hai con chưa về á, là con với má đi qua nhà bác Hội hỏi thử coi. Dạ. Nè, từ nay đi học cũng phải cẩn thận nha không? Tại vì cái ông Quý đó ổng liên lụy con thôi, chứ bình thường có ai đụng gì tới con đâu. Mà má, ông đó ổng lì thấy ghê luôn á. Con chửi ổng hoài mà ổng cứ đi theo con hoài à. Thiệt á, có bữa con điên lên con chịu hết nổi luôn á. Ý, chị hai về rồi nè má. Về rồi đó. Chị hai. Má với em chờ hai từ sớm tới giờ. Bộ hôm nay nhiều việc lắm hay sao vậy con? Dạ, nguyên buổi chiều nay con xin nghỉ, con vô bệnh viện với anh Thành đó má. Nó làm sao rồi? Dạ, cũng còn mệt lắm má. Hai, anh Thành á, ảnh có người nhà với lại bác sĩ chăm sóc rồi. Sao hai không lo tranh thủ về sớm đi? Lúc này á mà đi tối là nguy hiểm dữ lắm á. Thì bác Hội về nhà chưa có ra, với lại chị cũng bỏ công sức cả buổi ở đó rồi, thì phải đợi bác Hội ra chị mới về được chứ. Cái gì mình làm mà xuất phát từ tấm lòng thì dù không gặp tận mặt người ta cũng biết mà. Tất nhiên là con cũng lo cho anh Thành, nhưng mà con cũng phải để cho bác Hội biết chứ má. Ngày mai con sẽ vô trỏng nữa, tới khi nào mà anh Thành khỏe thì thôi. Đây là cơ hội tốt nhất của con, để con chứng minh cho bác Hội thấy con là đứa con dâu xứng đáng nhất. Nhưng mà anh Thành cũng đâu có yêu hai đâu. Hai đều bám vậy, lỡ như ảnh coi thường hai thì sao? Giống như cái ông Quý đó. Đó không phải là đeo bám, mà là quan tâm. Từ từ rồi anh Thành cũng sẽ cảm nhận tình cảm của chị, giống như thằng Quý vậy đó. Từ từ rồi em cũng sẽ thấy nó tốt thôi. Trời, hồi chiều á nha, em xém nữa là chết vì ổng luôn á. Chuyện gì? Cái ông Quý đó đó, ổng đi đánh lộn với ai, xong rồi á người ta kéo tới để trả thù. Xém nữa em bị dạ lây rồi. Cũng may là có anh Tốt cứu em á. Nè, hay là con nói với thằng Quý đi, thôi đừng có theo con Dân nữa. Đúng rồi đó. Không thôi là mai mốt có chuyện nữa. Chuyện này để từ từ con tính. Dân. Dạ. Hồi nãy em nói thằng Tốt nào vậy? Thì cái anh Tốt đó, ảnh đi ghe thương hồ với lại cậu Tư của ảnh. Mà chị biết không, cậu Tư của ảnh là bạn của Dân. Má nè. Thằng Tốt đó là chồng sắp cưới con Hoa đó. Cái gì? Chồng sắp cưới hả? Con Hoa đang quen với thằng Thành đó hả? Dạ. Mà đúng là trái đất tròn thiệt, loay quay cũng gặp lại bọn thương hồ đó à. Dân. Dạ. Mai mốt em không có qua lại với bọn thương hồ đó nữa, biết chưa? Ủa, người ta cứu em chứ có phải giống như ông Quý đâu mà hai cấm em. Nói á thì là mơ nghe giùm cái đi, ở đó còn cãi nữa. Mấy người đó không có tốt lành gì đâu. Nhưng mà hai kỳ quá à. Hay chưa có gặp người ta sao hai biết người ta không có tốt? Nói tóm lại là dính với con Hoa, dính với cái bọn thương hồ đó là ưa con nổi rồi. Lại còn ông Tư Trê nữa. Thôi, nghe lời chị hai đi con. Dạ, Bích. Con vô tắm rửa đi, rồi má lấy cơm cho ăn. Em mắc học bài rồi, đi. Dạ. Má nè, má lúc nào cũng bên chị hai hết trơn á. Thì chị hai lo cho con thôi mà. Nhà có hai chị em, má không muốn lúc nào hai chị em cũng cự cãi vậy đâu nha. Lo học bài đi. Thì ra là người ta có vợ sắp cưới rồi.